Một tuần mới gặp lại các bạn Thì tuần này chúng ta sẽ nói về đề tài đó là vàng bạc tại Việt Nam Và chúng ta nói một chút xíu về những thể loại người Việt tại bên Mỹ Thì bây giờ đầu clip đầu tiên của tuần này là chúng ta nói Việt Nam vàng 80 triệu đồng một lượng Thì ngày hôm nay mình quay cái clip này là ngày mùng 10 Mùng 10 tháng 1 năm 2024 Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 Thì Việt Nam của chúng ta cái lúc mà định đỉnh điểm là khoảng ngày 26 tháng 12 là khoảng 26 đến 12 thì vàng bởi bên Việt Nam bán là khoảng 79 triệu, khoảng là 80 triệu đồng một lượng. À, thì tại sao mà vàng Việt Nam nó lại lên giá cao như vậy mà Việt Nam nó đang xảy ra những vấn đề gì? Thì hy vọng cái clip này giải thích cho cái sự hiểu biết của anh hai lúa của mình. Hy vọng nó cung cấp cho các bạn một chút nào đó à, vấn đề bên ngoài kia, vấn đề thị trường vàng bạc và tại sao Việt Nam mình vàng nó lại tăng cao quá vậy? Và cái những cái con số buôn bán nó lại tại sao có những cái con số nó khác nhau hoàn toàn như thế bên ngoài kia để cho các bạn có một uh, gọi là một cái căn bản nào đó để hiểu những gì bên ngoài kia thì thứ nhất khi mà nói với vàng bạc tại việt nam á, thì việt nam mà vàng bạc là độc độc quyền độc quyền nghĩa là gì là chỉ có nhà nước việt nam có quyền buôn bán vàng bạc mà thôi nếu mà hiểu được vấn đề này thì chúng ta phải đọc lại cái nghị định nghị định của nhà của đất nước việt nam của mình chúng ta phải bước vào là năm 2012 Đúng lúc này định 24 của năm 2012 thì có cái phần thứ tư có nghĩa là nguyên tắc quản lý cái đồng thứ tư thì nó rất là rõ ràng à, vàng bạc là gì là độc quyền của chính phủ Việt Nam thì khi các bạn xuống cái điều khoản thứ tư đó là nguyên tắc quản lý thì cái tiểu khoản thứ tư nó có cái phần cái cái phần thứ ba là gì nhà nước độc quyền nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng có nghĩa là đất nước Việt Nam của chúng ta nhà nước Việt Nam của chúng ta là độc quyền có nghĩa là không ai có quyền đụng vào vấn đề mà vàng bạc tại Việt Nam nhất là những cái vàng mà gọi là uh, làm ra những cái thỏi vàng và miếng vàng của Việt Nam mình hay gọi là lạng vàng đó mua một lạng vàng mà gói giấu đầu giường mà uh, uh, thích đi đó thì Việt Nam mình thấy rõ ràng Có nghĩa là khoảng cách đây 11 năm trước thì năm nay là chúng ta năm 2024 nếu bước vào năm 2024 là cách đây khoảng gần 12 năm trước của cái uh, nghị định thứ 24 cái phần thứ tư nguyên tắc quản lý và cái câu thứ cái phần thứ ba là khi các bạn đọc thì rất là rõ ràng có nghĩa là vàng bạc Việt Nam của chúng ta là do nhà nước độc quyền mà nhà nước độc quyền mà làm như thế nào mà để ngày hôm nay để là vàng bạc nó một tăng giá một cách uh, chống mặt như vậy có nghĩa là ăn độc quyền để nghĩa là gì ăn cũng phải chịu trách nhiệm đúng không có nghĩa là rất rõ ràng là chịu trách nhiệm bên Mỹ này cũng thế rồi ăn nào độc quyền ăn nào làm gì nhận trách nhiệm để ăn đó phải gì phải 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 chịu những cái trách nhiệm khi đưa ra và những cái vấn đề của mình thì cái đó là vấn đề đầu tiên vàng bạc Việt Nam là do nhà nước Việt Nam độc quyền có nghĩa là không ai mua bán như vậy thì nó tạo ra một vấn vấn đề gì vấn đề khan hiếm vàng tại Việt Nam mà vàng từ Việt Nam của nhà nước nó giữ gì chứ FJC, FJC là vàng miếng từ Việt Nam Việt Nam mình dùng là gì lượng vàng lạng vàng hay lượng vàng còn bên Mỹ thì dùng gì để dùng ao thì bên, bên Mỹ là dùng ao và pound còn Việt Nam mình dùng là kilogram meter và gram Nên nó khác nhau chút xíu À, một ao vàng á, một ao vàng nó khoảng là 8.1 mấy á, có vẻ 8 chỉ mấy chưa tới 9 trị đâu, 8 8.12 đó, đó, chỉ vàng mà thôi. Vì vậy, lạng vàng Việt Nam nó sẽ lớn hơn cái ao vàng bên Mỹ. Nói vậy để cho các bạn hiểu một chút xíu. Còn nếu bạn muốn con số nếu như nào một hoàn toàn 100% thì các bạn cứ lên Google thì hiểu ra nếu một gram vàng một lạng vàng và một ao vàng nó khác nhau thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm à, cái khi mà thời gian riêng biệt của các bạn nhưng mà cái vấn đề đầu tiên chúng ta phải rất là hiểu là vàng bạc là độc quyền. Nhà nước Việt Nam nói rất là rõ ràng của nghề 24 vàng bạc Việt Nam là độc quyền, không ai có quyền đụng chạm vào đó. Mà nếu có đụng chạm vào thì có nghĩa là chúng ta có phải đi tù, tùy theo cái gọi là vấn đề mà chúng ta sẽ làm à, những gì sai lầm hoặc là sai phạm theo cái điều luật người ta ta cấm. Cái thứ hai, tại sao vàng bạc lúc này đây mà nó lên một cái, cái cách khủng hoảng như vậy thì các bạn nhìn lại xã hội Việt Nam trong vòng vài năm trời vừa qua, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam của chúng ta ngày nay đó rồi có nghĩa là bên đờ du lịch của rất rất khó khăn rồi công an việc làm thì càng ngày càng mất mát đi đúng không thì khi mà vấn đề mà tài sản kinh tế nhà cửa nó không còn như hồi xưa nữa chứng khoán nó không còn mà mặn mòi như hồi xưa nữa là mặn mà như hồi xưa nữa thì cái những tài sản người việt nam của chúng ta là gì là chúng ta bắt đầu bơm vào vàng nghĩa là chúng ta mua vàng mà Và cái này nó rất khổ đây khi chúng ta mua vàng là chúng ta chôn thì chôn đồng tiền của chúng ta vô những cái gì vô những cái thứ mà không mang lại lợi ích cho xã hội nhưng mà tại sao họ tạo vấn đề đó thì họ mất niềm tin và cái gì về cái vấn đề kinh tế thị trường đang xảy ra tại việt nam nhưng mà không chỉ việt nam mà mà thôi đâu cả thế giới nhất là những đất nước mà, mà, mà nền kinh tế bị phụ thuộc quá nhiều vào cái nguồn đầu tư cái nguồn gọi là du lịch hoặc cái nguồn xuất khẩu thì đa số những đất nước đó trong những năm tháng vừa qua nó bị nó bị, bị lung lay khá nhiều và vấn đề kinh tế thì việt nam mình cũng không ngoại lệ từ vài tháng trời vừa qua một năm trời vừa qua thì các bạn đã thấy bao nhiêu người thất nghiệp vấn đề mà du lịch vấn đề kinh doanh như thế nào nó khó khăn như thế nào đang hiện diện tại việt nam thì chúng ta cũng đều biết cả à, chúng ta mình nghĩ cũng cần phải quá đi sâu vô trong đó thì khi những vấn đề nó xảy ra thì người ta thì mất niềm tin người ta, người ta sợ hãi thì người ta gì là người việt nam chúng ta đi mua vàng và khi mua vàng thì là chúng ta cất về nhà đúng không thì mua vàng chúng ta đâu mang nhà, ngân hàng đâu mà chúng ta đưa ai chúng ta mang về, mang về nhà mà cất mà thôi nhưng mà khi mua vàng như vậy mà do do một cái sự kiểm soát không 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 chặt chẽ thì nó rất dễ sinh ra gì là vấn đề đầu cơ đầu cơ thì rất đơn giản thôi các bạn biết là vàng là do gì cho chính phủ việt nam nhập vào và chính phủ việt nam nhập ra từ cái mảnh thỏi vàng và bán cho người dân thì nếu mà người dân cái số lượng cung cấp không đủ với số lượng gì đòi hỏi của người dân mua và người dân khi người ta mua là họ, là họ 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 những người mà có tài sản lớn họ có thể mua một mớ nào đó và họ cất cất và đợi nó gì đợi nó đẩy nó tăng giá lên đợi nó đẩy tăng giá lên thì họ mới bán ra thì rất sinh ra cái vấn đề gì là đầu cơ tại Việt Nam khi mà cái vàng bạc mà và khi mà nó lên một cách bất bình thường mà tại Việt Nam thì nó rất dễ xảy ra đầu cơ tại vì đâu ai biết biết có người nào vô khi bạn các bạn thử nghĩ cái tiệm vàng Việt Nam thử hỏi những người bước vào tiệm vàng Việt Nam khi họ mua những cái cái lạng vàng những cái thỏi vàng đó thì họ có đi tên này số an ninh xã hội ăn ở đâu ăn mua bao nhiêu lượng rồi ở nhà ăn cắt bao nhiêu lượng rồi ăn mua lúc nào mỗi lần ăn bán á ăn lời ăn cắt ăn có trả thuế hay không làm gì có những chuyện đó rồi thì, thì rất dễ xảy ra vấn đề là đầu cơ thì vì vì vấn đề đầu cơ rất dễ xảy ra thì, thì nó làm ảnh hưởng tới xã hội nó làm ảnh hưởng tới xã hội chứ đâu mang lại lợi ích cho xã hội đâu khi những người đầu cơ xảy ra mà rất dễ trong vấn đề này thì nó ảnh hưởng tới xã hội mà cái thứ hai nữa là mất đi tiền thuế Khóe là gì? Là khi anh mua lỗ bán lời Anh mua lời bán lỗ chẳng hạn Bất cứ chuyện đó xảy ra là chính phủ sẽ không lấy được khóe của anh Nhưng mà tại sao là chính phủ không thấy được anh? Tại vì không có một cái rõ ràng khi anh mua anh bán Thì các bạn cứ, cứ nghĩ Việt Nam có bao nhiêu người mua vàng Việt Nam Khi bán lời được mấy chục triệu hay mấy trăm triệu mà đi cuối năm để khai thuế được Ngoài trừ những gọi là công ty hãng xưởng thôi Thì còn người dân Thì mình nghĩ đều khoảng ai khai thuế Chẳng cũng chẳng biết những người dân đang giữ bao nhiêu vàng Hàng xóm của mình đang có bao nhiêu vàng chẳng hạn thì ngoài trừ những nước, nước, chính phủ Việt Nam họ đã biết họ nhập được bao nhiêu và họ đang mình nằm bên dưới thị trường bao nhiêu và họ còn lại bao nhiêu trong vấn đề vàng bạc của họ thì chỉ họ mới biết thôi chứ còn người dân thì đa số chúng ta đều không biết thì đâu biết bao nhiêu nhập vô đâu và đang giữ bên dưới đâu nên rất dễ xảy ra gì thất thoát tiền thuế là rất dễ xảy ra để đầu cơ và vì lấy lẽ đó thất thoát tiền ghế đầu cơ nên các bạn đẩy cái giá vàng của người Việt bên Việt Nam mình mua và bán nó chênh lệch nhau rất là nhiều thí dụ Ngày hôm nay chúng ta nếu nhìn lên giá vàng mua và bán tại Việt Nam đó Ngày hôm nay là ngày mùng 10, mùng 10 tháng 1 Thì Việt Nam lúc này đây giá vàng mua vô đó là vàng, vàng SJC Là cái vàng đó là của chính phủ Việt Nam Đóng dấu, đóng mọc thì cái vàng, lượng vàng này Mua vào là 71 triệu 500 ngàn mà bán ra là 74 triệu 520 ngàn Có thể nó khác nhau chút xíu Ngoài Nam khác, chút xíu ngoài Bắc và miền Trung khác Và cái giá vàng có thể thay đổi theo từng ngày hoặc nhiều khi từng giờ Nhưng mà nếu các bạn để ý Cái sự chân lệch giữa buôn và bán nó chân lệch tới gần gì? 3 triệu đồng Chân lệch tới 3 triệu đồng có nghĩa là gì? Với tiền đô ngày hôm nay mua và bán tiền đô thời này tại Việt Nam Là mua vô là gì? 24.185 đồng mà bán ra là 24.555 đồng thì mình lấy một con số đơn giản một con số mà gọi là có thể khấu trừ một đô bây giờ Việt Nam khoảng lì là 24.500 đồng thì nghĩa rằng nếu chúng ta chân lật dưới mua và bán là 3 triệu đồng thì có khác cái nào chân lật dưới mua và bán là 122 đồng đô đúng vậy 122 đồng cho mỗi lượng nhưng mà tại sao Việt Nam có khoảng cách quá xa giữa mua và bán như vậy tới 122 đồng đô lý do đơn giản tại vì nước xảy ra vấn đề gì đầu cơ quá nhiều đầu cơ quá nhiều. Khi đầu cơ quá nhiều thì nhiều khi có những người gì họ tồn hàng là họ bán hoặc là có những người gì họ thâu hàng vô. Khi họ thâu vô gì thì nó làm khan kiếm hàng ngoài kia thì nó đẩy giá lên rất là cao. Mà khi họ gì họ bán ồ ạt ra thì nó đẩy giá vàng rất xuống rất là nhiều. Vì vậy những người mua bán những nhất là những tiệm mua bán vàng bạc tại Việt Nam họ vào đẩy cái khúc gì giữa mua và bán cái khoảng cách đó càng xa ra thì khi cái khoảng cách nó càng xa ra thì cái phần trăm mà họ lỡ mà mua nhiều và bán nhiều chẳng hạn thì họ lỡ bớt cái phần trăm lỗ lã họ họ hơn nhưng mà cái bớt phần trăm lỗ lã hơn thì họ lại đẩy cái phần trăm lỗ lã đó vô ai là vô những người mua và bán ha, nó cái lỗ lã cái bây giờ đúng dạy cái gì mà mình không làm á giống như hồi xưa mình Việt Nam mình nói ấy, có câu chuyện vui ấy, là có ông kỳ đồng cậu bé à, quạt cho phú ông đó quạt phú ông à, quạt một hồi cái phú ông mà mình, sao mình làm gì hay quá vậy quạt hồi mồ hôi tôi đi đâu hết rồi cái cậu bé nói thì mồ hôi của ông nó đi qua con rồi Con lấy giờ con quạt trong ông con mệt quá Thì mồ hôi nó đổ ra Thì ông khô hết mồ hôi Thì cũng như đơn, đơn giản mà thôi Nếu mà chúng ta những người buôn bán Họ đẩy cái, cái giữa mua vào bán giá cao như vậy Để mà giảm thiểu vấn đề lỗ lãi của họ Thì họ đẩy cái sự lỗ lãi về cho những người đi mua Đúng không? Nhưng mà tại sao nó xảy ra vấn đề đó? Tại vì cung và cầu và vấn đề mà luật pháp chưa rõ ràng hoặc là đi quá để, để mà đi sát vào những cái gì buôn bán ngoài kia vì vậy nó nó, nó dễ dễ rất dễ xảy ra là vấn đề là gì là đầu cơ vấn đề đầu cơ và vì vấn đề đầu cơ nó làm ra gì nó làm bớt đi cái sự tốt lành cho xã hội mà nó làm gì thất thoát tiền thuế cho chính phủ mà tiền thuế chính phủ làm gì để lấy tiền thuế đẩy lại cho, cho người dân là vấn đề khác nữa à, mình nghĩ mình không nên đi sâu quá Và vấn đề đó nó là dài dòng rồi chúng ta đi xuống trước như vậy thì chúng ta tự hỏi giá trị đồng tiền của Việt Nam của chúng ta trong vòng mấy mươi năm vừa qua, vài năm trời vừa qua, nó đã giảm như thế nào? Để mà hiểu vấn đề này thì như vấn đề bên Mỹ chúng ta mà thôi, giống như purchase power là sức mua của đồng tiền đất nước Mỹ là sức mua đồng đô đó, thì nó giảm khoảng là gì là 20% trong vòng việc trong vòng 4 năm vừa qua. Như vậy tại Việt Nam của chúng ta và nó tăng giá như vậy, thì bao nhiêu phần trăm đồng tiền Việt Nam của chúng ta đã bị giảm giá trị trong vòng là sức mua của đồng tiền Việt Nam đã giảm giá trị trong vòng 4 năm trời qua. Mình nghĩ câu trả lời này hay hơn là để cho những người đang sống và hiện diện tại Việt Nam họ trả lời câu hỏi này hay hơn là bản thân mình. Tại vì mình chỉ có nhìn những con số và sống bên ngoài đất nước Việt Nam nhìn vào thì mình thấy những cái chuyện đã xảy ra. Tại vì có những cái nguyên tắc dù đất xảy ra ở đâu ở Việt Nam mà mà thiếu y trang bên Mỹ và có những nguyên tắc bên Mỹ thì cũng sẽ xảy ra y trang nguyên tắc bên Việt Nam. Nhưng mà còn những cái vấn đề xã hội trong những vấn đề mặt này mặt kia của xã hội thì những người ở trong đất nước đó họ sẽ hiểu hơn những người bên ngoài mà nhìn vào thì cái câu hỏi là bao nhiêu phần trăm cái số tiền cần là cái đồng tiền xí sức mua đồng tiền của việt nam của chúng ta trong vòng 4 năm trời vừa qua nó đã mất giá như thế nào câu trả lời đó nên để câu hỏi đó và để có câu trả lời để người việt nam trả lời hay hơn còn bên mỹ sức mua của đồng tiền bên Mỹ trong vòng gì 4 năm trời vừa qua nó mất giá khoảng là gì? Theo chính phủ nói là 19.1% là trên dưới khoảng 20%. Thì khi người Việt Nam của chúng ta đổ hết tiền bạc và tài sản vào gì? Vào vàng và đất. Việt Nam của chúng ta các bạn để ý, người Việt Nam của chúng ta có tiền á, có của mà để dành thì ra chúng ta đẩy rơi rất là nhiều gì? Vàng và đất và vàng và đất thì nó nhiều khi nó tốt nó tốt cho một số thành phần nào đó thôi chứ nó không tốt cho hoàn toàn của xã hội nếu xã hội một xã hội đã, đã, cần hai thứ một là gì là kiến thức và kiến thức tới đâu là phải tới trường trường lớp dạy dỗ dạy học đúng không mà trường lớp dạy dỗ dạy học nó tới đâu nó tới tiền thuế thuế thôi chứ đâu là những khoản tiền buôn bán bên ngoài kia trong thị trường mà những khoản tiền đó mới bị thất thoát mà không thâu như được thì chính phủ gì chắc không có được cái đồng thuế đó không được cái đồng thuế là làm sao mang ngược lại cho đời sống người dân nhưng mà một đất nước phát triển được như các bạn đều biết ta nói người dân kiến thức càng ngày phải tăng cao hơn càng ngày phải làm việc gật lực hơn mình chưa thấy một một đất nước nào trên thế giới mà cũng có thể phát triển được khi người dân không có đủ trình độ hoặc là không có cơ hội để đi học và phát triển kiến thức hoặc là không làm việc liên tục đất nước nào trên thế giới cũng vậy như anh nhật chẳng hạn nếu thế Nhật mà nó phát triển sau đại thế chiến thứ hai thì Nhật thì nó học quá trời, nó làm như điên như cuồng thì may ra nó mới thoát được cái nghèo cái khổ của nó. Còn Việt Nam của chúng ta cái này cô trả lời này thì các bạn cũng đã biết rồi. Việt Nam chúng ta học hành tốn như thế nào? Không có tốt rất gọi là up to date Chứ so sánh với xã hội trên thế giới hay không Hay là đa số những người Việt Nam Những người nào có tiền đều là gì Gửi con cái vô International School chẳng hạn Hoặc là cố gắng gửi con cái để ra ngoài thế giới Mà nhất là gửi qua nước Mỹ Hoặc là Australia Hoặc là Canada để đi Để du học để mà học những kiến thức những cái hành xử bên đây có những sự hiểu biết về thế giới bên ngoài kia tại sao họ gửi con cái họ ra bên ngoài kia tại sao họ không giữ con cái họ ở trong việt nam tại sao họ không gửi con cái họ qua những đất nước khác như xã hội chủ nghĩa thì các bạn sẽ có câu trả lời cho tự bản thân mình đúng không tại vì có rất nhiều thứ mà chúng ta đã đánh mất và chúng ta chỉ cứ chôn vô vàng và đất mà thôi mà tại sao chôn nó vàng và đất tại vì chúng ta mất niềm tin vì rất, rất nhiều vấn đề bên ngoài kia mà lý do do đó mà chúng ta sẽ chôn những đồng tiền vào trong đó cái thứ nữa là sự chân lật vàng Việt Nam với thế giới chân lật vàng Việt Nam với thế giới trong vòng những năm tháng trời vừa qua nhất là trong vòng hai khoảng hai ba tuần lễ vừa qua thì vàng Việt Nam và vàng thế giới chân lật nhau gì tới gần 18 triệu đồng đúng vậy các bạn nghe không lầm 18 triệu đồng đồng vàng Việt Nam chân lật giá trị vàng với thế giới là khoảng 18 triệu đồng mà chúng ta lấy 18 triệu đồng chia cho với con số hối thoái ngày nay là khoảng 24.500 Có nghĩa là gì? Chúng ta chân lệch vàng Việt Nam với vàng thế giới là tới 734 đô Khiếp đảm không? Một lượng vàng của chúng ta tại Việt Nam trong vòng 2 tuần trước Chân lệch với số vàng trên thế giới là 734 đô Một lượng trên dưới 700 đô một lượng Đó là một con số quá lớn một con số quá lớn cho một cái đơn vị mà là một lượng vàng cho chung một lượng vàng thì có gì nó tới lui nó khoảng hai ngàn rưỡi đô một lượng vàng tới lui khoảng hai ngàn rưỡi đô và tại sao Việt Nam nó phải trả gì tới gần tới ba ngàn đúng vậy ba ngàn đô để nhân cho 24 500 đúng vậy Việt Nam trả gần tới gần hai ngàn ba hai ngàn đúng vậy ba ngàn ba đúng rồi người Việt Nam nó phải trả gần ba ngàn hai tới tới ba ba đô cho một lượng Người Việt Nam phải trả 3.200 tới 3.300 đô cho một lượng. Trong khi một lượng vàng đó lúc đó thế giới thì bán khoảng là gì? Là khoảng 2 rưỡi cho tới 2 sáu có nghĩa là trên lật cái một lượng vàng đó là 700 đô tại sao con số nó xảy ra thì cái câu trả lời này thì các bạn cần phải hỏi thật rất rõ ràng mà đó mình đã giải thích rất rõ rồi rất nhiều vấn đề một là đầu cơ là hai là độc quyền là, hai là kiểm soát không chặt chẽ này không có ai mà mà khi làm sai mà không mang ra gọi là xử phạt chẳng hạn nên nó tạo ra những hệ thống này thì hệ thống là con buôn này, uh, rồi uh, đầu cơ này, hút lợi cho bản thân này, mà ai để sống đó có nghĩa là thuốc bút phía sau là xã hội càng ngày nó càng bớt đi cái sự uh, sự đóng góp để mà xây dựng xã hội mà nó xảy ra một gì là nó nó tạo ra một cái nơi mà một số người nào đó họ sống một cách gì không cần biết ai và họ mang lợi lại bản thân của họ khi mà chúng ta thấy giá vàng Việt Nam với thế giới nó chênh lệch có nghĩa là 7 800 đô, bây giờ thì nó còn khoảng là 5 600 đô, đúng vậy bây giờ lúc này đây thì nó bớt giảm lại rồi. Thì sau khi chính phủ Việt Nam nó ra những cái thông cáo này kia để giảm lại là khoảng 5 600 đô, nhưng mà 5 600 đô một lượng thì con số rất là nhiều và cái chênh lệch giữa mua và bán mỗi một lượng vàng tại Việt Nam là khoảng là gì là 120 đô. Khoảng 120 đô. Trong dòng lịch sử thì đa số giữa mua và bán lượng vàng Việt Nam à, đối với so sánh với thế giới là khoảng 13 triệu 13 triệu đồng Việt Nam cho tới 16 triệu là nó khoảng 5 600 đô còn bước mua và bán thì Việt Nam cân lật nhau là khoảng gì là 60 tới 80 đô đúng vậy 60 tới 80 đô giữa mua và bán tại, tại tại Việt Nam giá vàng thế giới giờ chúng ta nói chút xíu về giá vàng thế giới giá vàng thế giới năm 2009, năm 2019 à, ngày 12 ngày 30 tháng 12 năm 2019 thì giá vàng thế giới một ao là khoảng là 1.485 đồng Tới ngày hôm nay thì nó tăng lên, tăng lên, giảm xuống trung bình là khoảng 40%. Có nghĩa là giá vàng trên thế giới tăng trưởng trên dưới khoảng 40% trên một ao. Có nghĩa là giá vàng trên 1400 thì không khác thế nào là tăng trưởng chứng khoán bên Mỹ trong vòng 4 năm vừa qua là trên dưới khoảng là gì là 40 phần trăm thì clip tuần trước mà đã làm rồi thì vàng bên trên thế giới thì trong vòng 3 4 5 vừa qua thì nó khác khá giống như tăng trưởng chứng khoán bên, bên Mỹ nhưng mà có tội cái là nó thì tăng trưởng nhưng mà nó không mang lại lợi ích cho xã hội tại vì nó thì tăng trưởng giá trị chứ không tạo ra công an việc làm không tạo ra công an việc làm thì giờ ta hỏi về tương lai giá vàng nó còn lên hay không thì có một số người ngoài kia nói tương lai giá vàng lên bởi chính phủ Mỹ trong vòng những năm tháng tới họ sẽ giảm tiền lời khi chính phủ Mỹ giảm tiền lời thì có thể là vì họ làm suy yếu đồng tiền đô mà khi làm suy yếu đồng tiền đô thì đa số nó đẩy gì? giá trị vàng nó lên tại vì một giá trị không phải là giá trị vàng nó lên mà vì đồng đô cái sức mua đồng đô nó yếu đi vì sức mua đồng đô nó yếu đi thì nó cần nhiều đồng đô hơn để mua được cái lượng vàng này đơn giản như vậy Nếu nhiều khi chúng ta dùng từ là vàng nó lên thì vì đồng đô nó xuống thực sự rằng nó lên là nó không lên mà đồng đô đồ xuống mà giá trị đồng đô đồ nó xuống thì cần nhiều cái đồng đô đồ hơn nữa mới mua được một cái giá trị y chang như vậy nên để khi chúng ta hiểu đó thì có một số người ngoài kia họ nói như vậy nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của vàng bạc thì có những lúc vàng bạc nó lên rất là cao và sau đó nó xuống rất là nhiều và nó nằm xuống trong một thời gian rất lâu, có nghĩa là cả vài năm trời, có nhiều khi có cả chục năm trời đã xảy ra trong trong quá khứ rồi. Nên đa số những người mà mua vàng mà mấy ngoài kia, họ chỉ lấy từ một một nơi rất là một phần trăm rất thấp trong cái portfolio của họ, họ mua cái cái sản phẩm này là vàng bạc để họ gì họ giữ lại một cái nơi gọi là Việt Nam dùng từ là nơi trú ẩn an toàn có nghĩa giống như mình có 100 đồng trong cái tổng cộng cái portfolio của mình thì mình chỉ lấy khoảng 2 3 đồng hay 5 đồng là hết cỡ là 2 3% 5% là hết cỡ là chúng ta mua vàng bạc hoặc là để chúng ta giữ đó để mà nơi trú ẩn an toàn nhưng mà thực sự người ta không có khuyến khích là người dân mua vàng hoặc và chữa vàng hoặc là người bên Mỹ đối với bên Mỹ lý do đơn giản tại vì mua vàng chữa vàng nó không mang lại lợi ích cho xã hội tại vì chúng ta chôn đi tài sản nếu nếu chúng ta trôn đi tài sản mà chúng ta không đẩy ngược lại xã hội thì xã hội nó sẽ không có những cái đồng tiền đó nó đẩy cái xã hội nó tăng trưởng lên bằng gì bằng những cái kiến thức người dân học được hoặc là những cái sáng chế mới hoặc là những cái nơi mà cần thiết mới để cho người dân có nhiều cơ hội phát triển hơn thì thì lại không có tiền thì làm sao có những nô còn gọi là uh, cái khó thì bó cái khôn thì Việt Nam có cái từ khá hay cái thứ hai là cái khó bó cái khôn dù các bạn có khôn cái nào nhưng mà cái khó khăn quá và các bạn không có gì thì các bạn sẽ không làm được những cái gì các bạn muốn làm mà để làm được như vậy thì các bạn có tiền mà tiền bây giờ lại trôn đúng vàng là làm sao có gì mà 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 mang ra mà giải quyết được những vấn đề ngoài kia đó lý do sao họ không khuyến khích mua vàng mà trôn đi hoặc là mua vàng mà đầu cơ thì những nãy đó nói rồi mua vàng đầu cơ và trốn thuế hoặc là không mang lại lợi ích cho xã hội đó là những thứ mà chúng ta đang thấy nó xảy ra tại xã hội Việt Nam của chúng ta trong vòng mấy chục năm nay rồi chứ không phải mới đây trong vòng mấy chục năm nay rồi mà nó cứ như một bản nhạc lập đi lập lại lập tới lập lui có nghĩa là bao nhiêu tiền của chúng ta trôn hết cho đó trôn cho đó rồi chúng ta à, nghĩ đủ chiêu hết để mà tăng lên này tăng lên kia rồi cũng là vô lợi mang lợi được một số ít một thành phần nào đó thôi còn đa số thì thiệt hại nhiều hơn mà không mang lại lợi ích cho xã hội. À, hy vọng trong vòng 15-20 phút vừa qua thì có thể giải thích các bạn một cách ngắn gọn, nhanh gọn lẹ tại sao giá vàng Việt Nam nó tăng trưởng, nó độc quyền, tại sao nó sự chân lệch giữa giá vàng với nhau, có lợi có hại cho xã hội. À, đó là một cách nhìn có thể hơi thiện cận và có thể khi là hơi nhỏ hẹp của bản thân mình với kiến thức chút xíu của mình. hy vọng nó mang lại cho các bạn một cái gì đó à, nhìn ra được những cái gì đang xảy ra tại xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn các bạn với clip mà như mọi lần ở đâu cũng vậy chúng ta cần phải làm nuôi sống bản thân mình nuôi sống những người thân yêu của mình đóng góp xây dựng và xã hội nơi chúng ta đang sống và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đường đầu cơ một lần nữa xin cảm ơn các bạn với clip